Xin chào các em, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các em viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật với đề bài như sau: phân tích tác phẩm truyện thơ Nỗi Niềm Tương Tư. Bài làm. Trong nền văn học Việt Nam, truyện thơ nôm đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc. Vũ Quốc Chân là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của thời kỳ phát triển văn học nôm, đã để lại nhiều tác phẩm quan trọng góp phần trong việc phát triển nền văn học truyền thống. Trong số đó, Bích Câu Kỳ Ngộ là một tác phẩm văn học đặc sắc. Trong truyện thơ này, đoạn trích Nỗi Niềm Tương Tư là một phần quan trọng, tạo nên một hình ảnh đẹp và sâu sắc về tình yêu và nhớ mong. Nỗi Niềm Tương Tư trích truyện thơ nôm Bích Câu Kỳ Ngộ được viết theo thể thơ lục bát. Truyện thơ nôm này có độ dài gần 700 câu, là câu chuyện tình yêu của Tú Uyên và Giáng Kiều. Tác phẩm tập trung khai thác chuyện tình tuyệt đẹp giữa người và tiên, những khát khao của đôi lứa về cuộc sống hạnh phúc, tự do trong hôn nhân. Đoạn trích Nỗi Niềm Tương Tư đã diễn tả nỗi nhớ thương của Tú Uyên. Nhan đề do người biên soạn đặt đã phần nào nói lên được nỗi niềm nhớ mong ấy. Tú Uyên là một thư sinh nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Có dịp chàng đến chơi Bích Câu, thấy phong cảnh đẹp quá mà quyết định làm nhà ở đấy, ngày đêm đèn sách học hành. Một hôm, nhân dịp trời xuân lay động, Tú Uyên đi chơi hội chùa Ngọc Hồ. Chàng nhặt được một chiếc lá hồng có để câu thơ. Ngay lúc chàng định họa lại thì bỗng dưng xuất hiện một người thiếu nữ đẹp tuyệt trần trước cửa tam quan. Chàng cứ thế mà đi theo bóng người thiếu nữ cho đến khi không thấy tung tích thiếu nữ đó đâu nữa. Trong đoạn trích, tác giả sử dụng những từ ngữ tinh tế để miêu tả nỗi nhớ trong tâm hồn của nhân vật chính Tú Uyên. Lần trăng ngơ ngẩn ra về, đèn thông khêu cạn sức khỏe chưa nên, nỗi nàng canh cánh nào quên, vẫn còn quanh quẩn người tiên khéo là. Bướm kia vương lấy sầu hoa, đoạn tương tư ấy nghĩ mà buồn tênh. Động từ ngơ ngẩn đã thể hiện đúng tâm trạng của Tú Uyên vào lúc này. Đó là nỗi nhớ thương khôn nguôi, tâm trí rối bời khi gặp Giáng Kiều ở hội Ngọc Hồ. Phải lòng ánh mắt của mỹ nữ, Tú Uyên ngày nhớ đêm mong đến nỗi chẳng ăn chẳng ngủ. Có khi gảy khúc đàn tranh, nước non ngao ngán ra tình hoài nhân, cầu hoàng tay lửa nên phần, tương như lòng ấy văn quân lòng nào. Có khi chuốc chén rượu đào, tiệc mới chưa cạn ngọc dao đã đầy, hơi men không nhấp mà say, như sông mùi nhớ lại gây giọng tình. Có khi ngồi suốt năm canh, mõ quyên điểm nguyệt chuông kình nện xương, lặng nghe những tiếng đoạn trường, lửa tình dễ đốt sóng tương khôn hàn. Có đêm ngắm bóng trăng tàn, tiếng chim hót sớm trận nhạt bay khuya. Cách sử dụng những điển tích, điển cố như giấc hòe, cầu hoàng, văn quân khiến cho ý thơ trở nên trang trọng. Chàng Tú Uyên tưởng tượng ra tình cảnh nhớ thương của mình, giờ đây chẳng khác nào tương như phải lòng tiếng đàn của văn quân, giống như giấc mộng dưới gốc cây hòe. Từ có lặp đi lặp lại 4 lần thể hiện những hành động của Tú Uyên khi không thể không nghĩ về người thiếu nữ đó. Chàng nhớ nàng chỉ nghĩ thôi chưa đủ, phải gảy nên khúc đàn tranh mong nàng nghe được tấm chân tình này, giống như cô gái văn quân khi nghe được tiếng đàn cầu hoàng của Tương Như nên phải lòng đi theo. Phải mượn say của chén rượu đào để thổ lộ tâm tư thầm kín, hay chính là mượn rượu để bày tỏ tấm lòng mình. Tú Uyên mong được uống với nàng chén ngọc dao để kết duyên đôi lứa. Lúc này chàng say nhưng lại không phải say rượu. Cơn say này được ví như mùi nhớ, hay chính là say ân tình với nàng tiên nữ. Chàng còn phải ngồi suốt năm canh để nghe những tiếng đoạn trường, vì không biết bao giờ mới có thể gặp được người thương, nên chỉ biết nhớ mong như đứt từng khúc ruột. Bởi vậy mới thấy tình cảm của Tú Uyên dành cho người thiếu nữ đó nhiều đến nỗi nào. Chỉ cần một ánh mắt mà đã làm con người chàng đắm say như lửa tình dễ đốt.
Tú Uyên cũng có dự cảm về người con gái mình gặp ấy, phải chăng đó là người tiên? Người tiên khéo là vì cử chỉ duyên dáng, dung mạo thoát tục, vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Những khổ thơ sau tiếp tục cực tả nỗi niềm tương tư nhớ mong của Tú Uyên bằng cách sử dụng những điển tích, điển cố, phép điệp. Có khi chuốc chén rượu đào, có khi ngồi suốt năm canh, có đêm ngóng bóng trăng tàn. Những câu thơ cuối cùng khép lại đoạn trích nhưng lại mở ra cả một nỗi niềm thương nhớ. Ngổn ngang cảnh nọ tình kia, nỗi riêng, riêng biết giã dề với ai. Vui xuân chung cảnh một trời, sầu xuân riêng nặng một người tương tư. Tuy nhiên, Tú Uyên không biết chia sẻ, không biết nói cho ai nghe về những tâm tư của mình. Tác giả đã sử dụng từ ngột ngang để miêu tả trạng thái của Tú Uyên khi đối diện với nỗi nhớ. Chàng cảm thấy cô đơn trong nỗi nhớ của mình. Dù có những cảnh vui xuân chung, nhưng nỗi nhớ trong lòng chàng vẫn nặng nề và chỉ thuộc về một người tương tư. Dù đã mượn khúc đàn tranh, mượn chén rượu đào, nhưng tình nồng đâu đã giã dề với ai. Dù cảnh xuân có chung nhưng không gặp được nàng, thì Tú Uyên vẫn chỉ có một sầu xuân riêng nặng một người tương tư mà thôi. Tình cảm của Tú Uyên dạt dào, mãnh liệt và thủy chung, giống như Xuân Diệu đã từng viết trong bài thơ Tình Thứ Nhất. Thôi thôi nhé, hoa đã sầu dưới đất, cười trên cành sao được nữa em ơi. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, đem cho em là đã mất đi rồi. Đoạn trích sử dụng yếu tố tự sự và trữ tình và thể thơ lục bát quen thuộc của truyện thơ Nôm. Cách sử dụng điển tích, điển cố, điệp ngữ và các biện pháp tu từ đã cho thấy tình cảm và nỗi niềm nhớ thương của chàng Tú Uyên với Giáng Kiều. Có thể nói, nỗi niềm tương tư trong truyện thơ Bích Câu Kỳ Ngộ của Vũ Quốc Chân đã thành công trong việc thể hiện nỗi nhớ và khát vọng tình yêu của nhân vật Tú Uyên. Sự lựa chọn từ ngữ tinh tế, sắc nét của tác giả cùng việc sử dụng các hình ảnh và điển tích, điển cố đã tạo nên một bức tranh tình cảm đậm nét và sâu sắc. Đây là một tác phẩm mang tính chất tâm linh cao, diễn tả một cách tinh tế nỗi niềm tương tư và hy vọng và tình yêu đôi lứa. Người tương tư đã để tâm ở chỗ nàng Giáng Kiều, thần trí chẳng còn ở chỗ mình nữa. Ngày nhớ đêm mong, quả là người si tình.